Là mọi người thấy cái gì ở đây á, là khi nhận nhà là y chang, không khác gì hết trơn. Về có nghĩa là những cái gì được bàn giao nha, là y chang hết. Rồi đây là căn chuẩn nè, căn này cực kỳ dễ bán luôn, căn best seller ha, nó là căn nhiều nhất luôn, 59 m². Cái thiết kế mọi người thấy không, nó vuông vức luôn ha. Phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ đều thông luôn nè. Có nghĩa là cái vấn đề căn hai phòng ngủ mọi người để ý á, có những chỗ là họ thiết kế phòng ngủ nhỏ nó rất là bí, có nghĩa là những thiết kế cũ là bí, nó không có cửa sổ, nhưng phòng ngủ nhỏ này có cửa sổ đây nè, nó thông với cái lô da thì nó lấy gió vô đây. Cái khoảng này khoảng trống, thay vì những chủ đầu tư khác là họ xây luôn cái này để họ lấy thêm cái tiền diện tích, đúng không? Thì chủ tư họ bắt chừa khoảng giếng trời trong mỗi căn hộ nó dính với nhau, thì cái giếng trời ở đây nó tạo cái đối lưu gió và nó vô cái phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ lớn nó có cửa sổ nhà vệ sinh, nó có cửa sổ view bên ngoài ha. Còn đây phòng khách, do diện tích của mình 59 m² nên chủ đầu tư tối ưu về không gian sống hơn là cái ban công, nên họ sẽ không phải có ban công, có nghĩa là họ vẫn làm lan can, cái dạng lan can cao 1m4, nghe dẫn view bên ngoài được. Ở đây là có một cửa kính lùa ha, lùa ha mọi người. Thay vì những chủ đầu tư khác thì họ làm bít luôn, họ chỉ làm cửa sổ thôi, nhưng mà ở đây chủ tôi họ làm cửa lùa. Ở ngoài này là ban công, nó không có khoảng không gian về cái ban công thôi, để ghế này kia, nhưng mà mình để ghế trong nhà để mình rộng cái phòng khách này lên mọi người, đúng không? Rồi rồi từ ngoài bước vào á, là Giang chia sẻ từ ngoài bước vào ha, thì chủ đầu tư họ bàn giao cái cửa Galaxy lửa thách chống cháy nè, đi vay bên tay phải là phòng vệ sinh. Với từ bên ngoài bước vào thì cái bếp nó bị khuất, nó sẽ tạo một cái thẩm mỹ cho căn hộ, nhìn không thấy bếp thì nó sẽ thẩm mỹ, đúng không ạ? Và cái bếp mọi người để ý nè, thiết kế kế bên cái lô da, thì khi mà nấu ăn á, thứ nhất là có máy hút mùi một phần, thứ hai là cái mùi nó sẽ bay theo cái này, nó bay ra ngoài luôn ha. Rồi giờ Giang mời mọi người di chuyển vào trong để mình xem ha. Thì cái bàn giao á, là chủ đầu tư bàn giao cho mình cửa Galaxy ha, thương hiệu cao cấp nhất hiện nay về cửa Galaxy loại thép chống cháy. Thì ở trên cửa Galaxy này, chủ đầu tư họ tích hợp cái khóa gieo của Mỹ. Khóa gieo này là 4 tính năng ha, khóa cơ, khóa số, khóa từ với khóa Bluetooth. Rồi mình bước vào trong đi mọi người. Rồi trên cái cửa này thì chủ đầu tư họ tích hợp cho mình mắt thần luôn ha. Rồi phía bên ngoài nó có chuông cửa luôn nha, ở đây thì không thể hiện nhưng mà phía bên ngoài có chuông cửa luôn á. Rồi mắt thần. Rồi bước vào thì video call an ninh ở đây, có nghĩa là khi mọi người có bạn bè đến thăm á, là họ chỉ cần lại cái video call ở dưới tầng trệt thôi, là họ sẽ tự bấm luôn, không cần phải liên hệ lễ tân luôn, họ tự bấm cái mã căn hộ của mình ở trên này, mình bấm xác nhận là họ tự đi vô thang máy, họ di chuyển lên chùa thôi, nó rất là tiện lợi. Có nghĩa là họ bấm xong nó sẽ, cái hệ thống cửa an ninh nó này sẽ tự mở ra, mình nhìn thấy là mình thấy đúng bạn bè mình mới xác nhận chứ, đúng không ạ? Rồi bên tay trái là chủ tư họ chừa cho mình một khoảng chờ âm tường ha. Cái tủ này là nói chung là những cái thiết bị đây là chủ đầu tư họ thiết kế cho mọi người có một cái ý tưởng cho khách hàng thôi. Thì khoảng âm tường này mọi người có thể là gắn hệ thống tủ giống như Giang vậy, cứ nhìn theo ý tưởng này làm cực kỳ rẻ là thoáng luôn. Người để cái tủ ha, tủ này là hiện nay thì tủ này là thương hiệu gỗ Kata của An Cường. Ở đây là hệ thống tủ điện đây ha. Rồi mọi người có thể để giày dép rồi tất cả những cái thiết bị phụ kiện gì đó cần thiết. Ở trên này nó cũng làm cao lên tới trần để mình chứa vật dụng ha. Rồi bên tay phải chúng ta là nhà vệ sinh, Giang sẽ nói sau. Giờ Giang nói phòng khách ha. Thì khu gian không gian phòng khách mọi người thấy không, 59 m² mà được hai phòng ngủ với là phòng khách nó rộng như vậy nè, cực kỳ là thoáng luôn. Ở đây là cửa lùa, hồi nãy Giang có nói á, cái cửa lùa phía bên ngoài tí xíu, nó khoảng một tí thôi là một cái lan can, mình đứng được đúng không, mình đứng được, đứng ở đây được, đúng đây đúng được không? Đứng được đứng được thì lan can là 1m4 ha, 1m4. Tại vì ở đây khu vực của mình là không gần sông, nên chủ đầu tư họ làm lan can thép sơn tĩnh điện chứ không làm giống như bên kia kiến, tại vì kiến nó sẽ chắn gió. Ở này khu vực dự án này là gió, dự án River Panorama với K89 là gió nhiều, nên chủ đầu tư phải làm kính như vậy để chắn gió. Còn đây là cần gió, khu vực của mình là xa sông nên phải cần gió nhiều, là chủ đầu tư phải làm thép sơn tĩnh điện ha. Rồi ở đây cửa lùa nè, mọi người giả sử tối lạnh thì mình đóng lại, còn nếu mà ấy thì muốn ban ngày thì mở cửa lùa ra thì nó tạo một cái view rất là rộng luôn. Thay vì những căn hộ khác mọi người thấy họ chỉ làm một cái cửa sổ thôi,
cái view nó rất hẹp. Rồi Giang sẽ mời mọi người vô cái phòng ngủ nè, phòng master ha. Phòng master mọi người thấy cái không gian cửa view của nó đẹp không ạ? Cực kỳ là đẹp ha. Đây. Cửa view đây. Rồi. Cửa này là cửa window. Ha. Window. Thì cửa này là cửa gọi là cách âm. Cực kỳ là cách âm luôn mọi người để ý nha, không nghe tiếng gì ha. Mọi người để ý nè. Giang mở ra cho mọi người coi. Im lặng, công trường nó đang hoạt động ha. Khi mà đóng lại là không nghe cái tiếng bên ngoài luôn á. Gọi không phải là không nghe 100% nhưng mà nó sẽ không, có nghĩa là người cảm nhận là không nghe được đó. Đó. Tại vì nãy chắc mở bên kia mình nghe nè. Cái ngoài kia chỗ trống. Ha. Rồi. Và cái view của nó rất là thoáng luôn, mọi người thấy những cái phòng ngủ khác nó chỉ làm cái cửa sổ ở trên. Nó không có thoáng, ở đây là dường như là nó gần sát rồi. Nằm giường là mình ngó ra bên ngoài. Rồi. Thì đây là những thiết kế mẫu cho mọi người có thể làm khi mà khi khách bạn nhận nhà nó, họ có thể làm ý tưởng như vậy. Rồi trong phòng ngủ này họ cái này không bao gồm em. Nè, ở đây đang nói nha. Sàn là sàn gỗ nha mọi người. Sàn gỗ nha. Ở đây sàn gỗ. Tất cả phòng ngủ đều sàn gỗ hết, bên ngoài là lát gạch bóng mờ. Rồi trong nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh sau là sau này bằng da y chang vậy đó, chỉ không có mấy cái phụ kiện này thôi. Rồi thương hiệu là Hubler của Đức ha, đó. Rồi Hubler, những căn hộ bên đó đều Hubler hết, bồn cũng Hubler luôn. Rồi nhà vệ sinh ở đây nó có một cái phòng tắm nè, mọi người để ý cái phòng tắm nè. Phòng tắm á, alo mọi người di chuyển vô trong đi. Phòng tắm thì mọi người thấy họ làm âm xuống nè, hầm âm, nhưng mà cái này họ làm nghiêng này ha, chứ họ không làm cái G. Cái G thường đi sẽ bị vấp. Một số chỗ làm cái G ấy, đi nhiều khi chỗ này người thông đi nó vấp chỗ này. Nhưng mà họ làm nghiêng như vậy nè, là khi tắm á, là thứ nhất nước nó không tràn ở ngoài, nó sẽ âm xuống, nó chảy xuống dưới cái. Ở đây nó sẽ có một cái lỗ thông nước đây luôn, nó sẽ thoát xuống dưới luôn ha. Rồi ở đây nó có cái cửa ha, nó có cái cửa kính, mở ra mở vô được. Khi mà ở trong tắm bên ngoài đi vệ sinh vẫn được luôn, không ảnh hưởng gì hết, tại vì nước nó sẽ không tóe ở bên ngoài. Rồi vòi cũng là Hubler luôn mọi người. Rồi bồn Hubler hết. Rồi gạch là lát y chang như vậy luôn, không khác gì hết luôn. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho mọi người không gian phòng bếp ha. Cái bếp này cực kỳ là bếp này xịn sò hay mọi người. Ngày hôm qua Giang đi tham quan cái dự án bên kia, Giang thấy cái bếp chán hồn luôn, không muốn chia sẻ luôn. Cái bếp này là thương hiệu Hubler luôn, nước uống được tại vòi luôn nè mọi người ha. Kiểm nghiệm viện Pasteur 6 tháng một lần. Rồi tặng cho mọi người một cái hệ thống tủ bếp luôn, tủ bếp, rồi hệ thống bếp, bếp nấu ba vùng nấu ha, rồi máy hút mùi Hubler luôn, và cửa cách ta của anh Cường, và cửa này là cửa gọi là chống va đập, thì nó sẽ không có, nó sẽ giảm chấn á. Cửa này cũng vậy luôn, tất cả cửa tủ đều y chang hết, là mình bàn nó sẽ tự đóng lại, nó tặng hết cho chị luôn, bàn giao luôn những cái này á hả? Đúng rồi, có này luôn, xịn sò như vậy luôn nè, đóng lại cái bếp chị đao đầy đủ hết luôn, mặt đá tất cả mặt bếp trừ cái có mấy cái này nè, trừ mấy cái này nè, trừ mấy này với trừ cái lò nướng. Bếp giao đầy đủ cho mình, máy hút mùi luôn, máy hút mùi bếp điện từ luôn. Rồi rồi cái kính này luôn nè, chống bám nha, kính cường lực luôn nha mọi người, để lau chùi mỡ cho nó dễ. Cái này là của thằng Nova, là cái màu xanh nè. Rồi toàn bộ mấy này của Đức hết, hàng giao của Đức hết đi. Rồi ở đây mọi người ra coi cái phòng lô gia nè, trừ nội thất ra. Cái lô gia mọi người trồng cây được luôn nha mọi người. Đó, cái lô gia mọi người trồng cây được luôn nè. Đó, thích trồng cây đây, rồi mình thiết kế cho mình cái không này, khoảng không này mọi người có thể đặt cái máy giặt ở đây. Mọi người lên ý tưởng làm cái trang gì luôn. Rồi ở đây phơi đồ ngoài này ha. Nhà vệ sinh nãy Giang chưa nói, nó có cái cửa sổ luôn nè mọi người. Ở đây có cái lam ha, có cái lam. Cái lam để mà gió nó lùa vô á chị. Chỗ nào phơi đồ chỗ đây hả? Chỗ phơi đồ ở đây nè, cái lam nó sẽ giống như bên ngoài nhìn vào không thấy chỗ, không thấy chị phơi đồ. Giống như nhiều chị em hoặc là nhiều anh mà phơi mấy cái
nó móc thẩm mỹ thì cái lao nó sẽ che lại nhưng mà nó vẫn lấy gió được, nó sẽ làm cho đồ chị nóng mặc đây không nóng để đây luôn nóng là để không để bên trên nhé, chứ không nóng thằng cửa sổ đấy. Đúng rồi, cái này cũng nóng. Cái này là giấu luôn. Giấu luôn, nói chung là nó sẽ rất là thẩm mỹ khi mà thiết chủ tư thiết kế họ. Cái chủ đầu tư An Gia là họ thuê một cái đơn vị thiết kế riêng cho họ luôn á. Cái phải này là căn này là căn có phải căn góc cái gì đâu đúng không? Căn thường thôi nhưng chỉ để tất cả sang được nhà phải được phòng thôi. Rồi đây là căn phòng ngủ nhỏ đó mọi người. Tại sao mà người ta thiết kế hai phòng ngủ là có lý do. Lý do là ai cũng muốn có baby hết trơn á. Không có baby thì nuôi baby. Thì kiếm baby khác nuôi. Baby sugar. Bàn giao là bàn giao cho em là sơn nước ha. Cái này là cái giường này kéo ra được phải không? Cái này là cái ý tưởng thiết kế cho khách hàng giống như giống như những chị nào mà sinh ba, những người nào sinh ba làm cái này rất là hay luôn. Rồi, theo tầng. Cái nệm đây, giả sử không có cái bàn này, nếu mà dễ ngủ thôi. Cái giường này kéo được, cái giường kéo được, kéo được em kéo được. Chủ tôi đang cố định rồi, tại kéo được. Rồi hộp tủ đầy đủ các bạn ha, giống như mấy cô cậu mà trong phim nước ngoài vậy đó, hay làm cái tủ ở dưới cái giường vậy đó. Ở đây nè, kéo ra được luôn nè. Đó, để đầy đủ luôn. Đó. Mà làm vậy đỡ tốn diện tích. Đúng rồi. Mọi người thấy không gian nó tuy là nó không có lớn nhưng mà nó tối ưu. Cái tủ ở đây là nó mất diện tích đó. Cái hệ thống này nó không có đắt, nó rất là rẻ luôn. Dễ thương không? Mốt con là phải như vậy ha. Cái chừng nào mới có tiền trời mà mua được cái căn này. Rồi, cái nhà vệ sinh phía bên ngoài nó cũng y chang như bên kia luôn mọi người. Ha, đó. Cái đá làm y chang như là phong nha. Y chang luôn, không khác gì hết trơn ha mọi người. Và cái đó bàn giao luôn. Bàn giao cho mọi người luôn. Có nghĩa là mình nhìn đằng sau là nó y chang vậy đó. Mọi người thấy bàn giao xịn sò không? Cái này đâu có cửa hả? Có cái cửa, có cái cửa tại vì chủ đầu tư họ tháo ra để cho nó đi di chuyển cho nó thuận tiện đó chị. Có nghĩa là chị nè, chị tắm bên này, anh đi toilet tới đây được phải luôn. Ý là vướng sao? Không có vướng nha. Không có vướng. Ủa cái này nóng lạnh là mình xài máy hay là đường ống sẵn anh? À cái này mình tự lắp máy. Căn này là tính là giá. À tính là bây giờ mình tính bây giờ với căn rồi. Với căn như này, giai đoạn này mình bán thấp cuối cùng. Thì là chủ đầu tư đang mia với căn hai phòng ngủ tầm 4 triệu m2, nhưng mà riêng tháng cuối cùng có đặc biệt là tặng thêm nội thất cho mình nữa. Nội thất là gì? Nội thất mình có thêm tặng thêm bàn ăn này, bộ bàn, tặng thêm tủ giày này, tặng thêm giường ngủ này, tủ quần áo trong phòng ngủ, trừ chỉ có tất cả đồ này trừ sofa mình sẽ không tặng thôi, bởi vì sofa cái thẩm mỹ của mỗi nhà sẽ không tặng, nhưng mà những cái đồ bàn ăn này, đấy, giường ngủ này, tủ quần áo này tặng hết. Nhưng không phải theo mẫu này đúng nhá, mẫu này mẫu của nhà mẫu. Còn mẫu mình sẽ là mẫu cũng là của gỗ của anh Cường. Cách ta của anh Cường luôn. Thương hiệu gỗ nói chung cách ta là cao cấp đó. Hiện nay là